Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký, truy cập những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 2.000 token có ký hiệu NFTR từ sáng NFT Game Zone. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow dự án NFT nè. Các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Nhiệm vụ thứ hai, các bạn like và retweet tăng 4 người bạn của mình vào nè. Like này, chắc chắn tweet nè. Tăng 4 người bạn của mình vào các bạn. Sau đó các bạn join vào kênh Telegram của nó nè. Để cập nhật thông báo thôi các bạn. Rồi bạn join vào nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn comment địa chỉ với BNB Smart Chain trên chiếc chocolate của tất cả các bạn ra lại nha các bạn. Để mình lấy cái này được. Rồi các bạn copy địa chỉ với BNB Smart Chain trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Cái mục này là cái mục phân phối nè. Các bạn bấm nhận bình luận nè. Các bạn dán địa chỉ với BNB Smart Chain của tất cả các bạn chỗ này nha các bạn. Rồi bạn bấm trả lời nè. Vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 2.000 token NFTR đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.